nổi tiếng từ rất lâu rồi. Thế thì nhà hàng chúng tôi cũng đã được học hỏi và nhiều lần để đi khảo sát và đi tập huấn về, thì mình nghiên cứu nhà nào cũng làm cũng làm bánh tôm. Thế nhưng mà để đặc thù cái bánh tôm để mà ngon và thơm thì là nó một cái bí quyết của từng nhà một. Cái đặc biệt cái tôm Hồ Tây này thì nó chắc thịt, muốn ngon muốn thơm là trước tiên là các thành phẩm này, các cái thực phẩm này nó phải là chuẩn. Bột mì phải bột mì ngon, tôm phải tôm tươi, trứng cũng phải là tươi. Thế tất cả mọi cái mỗi thứ cộng vào để làm sao cái nguyên liệu nó vừa đủ thì là mình ăn nó ngon hơn. Mới đầu cũng rất là khó khăn để mà làm được như ngày hôm nay, thì mình trước tiên là mình phải yêu nghề đã. Mình phải yêu nghề, mình phải có tâm huyết. Hôm nay có thể là ngon, ngày mai là không ngon, phải làm sao cho nó ngon hơn nữa. Đấy, ngon hơn nữa để làm sao duy trì cái nghề này rất là tốt, để được phục vụ khách thập phương là rất là quý báu rồi. Thưởng thức một món bánh tôm ngon thì ta phải có một nước chấm cũng phải ngon. Vị chua ngọt của nước chấm, vị giòn của đu đủ, cà rốt, vị thơm của tỏi, vị hơi cay cay của ớt. Khi ta chấm bánh tôm vào sẽ ăn rất là ngon. Không lên chiên nhiệt non quá thì bánh sẽ ngấm dầu, ăn sẽ ngấy. Còn nếu mà khi ta chiên nhiệt độ quá già, khi đó mình sẽ không căn được nhiệt và thời gian mình chiên sẽ làm bánh nó bị kiểu cháy, ăn sẽ giòn quá, mất cái độ ngon của bánh. Cho nên là ta sẽ phải để nhiệt độ vừa phải. Đây là lần đầu tiên em ăn món bánh tôm, thì em cảm thấy là nó rất là đậm vị ấy. Cắn một miếng nên nó giòn tan trong miệng. Tôm rất là giòn, bánh rất là thơm và nước chấm thì cũng rất là vừa vị với bánh. Chị từ Sài Gòn ra được bạn của chị mời chị đi ăn, cảm thấy rất là thích cái vị của nó. Ở miền Nam và miền Bắc khác nhau thì ở đây thì chị rất là thích, tại vì cái bánh thứ nhất là nó giòn nó thơm, thứ hai là tôm rất là tươi.